một con muỗi vòi dài đột biến, dễ dàng rạch quần áo bảo hộ và đi vào. Một nhóm bác sĩ vội vàng đẩy anh vào phòng mổ. Con muỗi bây giờ đang đi xuống chân anh ta. Bác sĩ định chuẩn bị cưa chân anh. Anh chẳng sợ hãi, nhưng lần này muỗi lại chuyển hướng, đi về hướng vị trí hiểm. May mắn thay, con muỗi đã điều chỉnh lại hướng và chui vào trực tràng. Bác sĩ không nói gì, lấy kẹp phẫu thuật dài 40 mét ra và xuyên vào. Sau khi mò mẫm một hồi, con muỗi đã được bắt thành công. Và con muỗi vòi dài đột biến này thực sự đến từ ngoài hành tinh. Câu chuyện xảy ra từ mấy tuần trước. Một chiếc xe thể thao lao vào sa mạc vào giữa đêm. Anh tóc vàng ôm ra một bạn gái già trong cốp xe, kéo vào trong nhà gỗ. Anh ta sẽ thả mình ở nơi hoang dã này à? Ai biết được rằng anh tóc vàng muốn đổ dầu lên, châm lửa đốt nó đi. Hóa ra anh sắp tham gia cuộc thi lính cứu hỏa, đặc biệt chạy đến đây để tập luyện. Đột nhiên một ngọn lửa ập đến anh, bất ngờ làm nổ tung bạn gái giả và chiếc xe thể thao của anh. Cảnh vừa chuyển, nam chính đang giảng bài. Anh là một thầy giáo sinh học ở đại học. Buổi trưa anh đi tìm anh bạn thân da đen đi ăn cơm, nhưng có thể thấy rõ đối phương đã no rồi. Anh da đen là một nhà địa chất. Sau khi nhận được tin của thiên thạch rơi, anh da đen lái xe đến hiện trường. Họ đưa thẻ chứng nhận cho cảnh sát địa phương xem. Sau khi vào trong động phát hiện, thiên thạch tối hôm qua rơi xuống, phía trên đã có thứ gì đó mọc ra, đập bề mặt thiên thạch con có dung dịch chảy ra. Anh lấy một viên thiên thạch chuẩn bị mang về nghiên cứu. Trong phòng thí nghiệm, nam chính lấy dung dịch kia cho vào kính hiển vi. Bên trong là một số tế bào sinh vật, chia tách với tốc độ đáng báo động tại thời điểm này. Sau một thời gian, cả mảnh kính cũng bị vỡ. Thông qua phân tích quy trình gen, sinh vật này rõ ràng không phải của trái đất. Ngày hôm sau, nam chính gọi anh da đen đến phòng thí nghiệm để anh xem những sinh vật đơn bào này. Tốc độ phân tách khủng khiếp. Anh da đen vừa nhìn phát hiện sinh vật đơn bào đã biến thành đa bào. Quá trình tiến hóa 200 triệu năm của sinh mệnh của trái đất, những sinh vật ngoài hành tinh này chỉ hoàn thành trong vài giờ. Anh da đen có chút hào hứng. Đã đến lúc giành giải Nobel danh giá rồi. Anh ta đưa học sinh đến và lên kế hoạch đào thiên thạch đi. Sau khi vào trong động phát hiện, những cây giống nấm mọc xung quanh thiên thạch. Mặt đất đầy giun sọc bò. Chúng chỉ có thể tồn tại trong môi trường bị thiên thạch biến đổi. Chỉ cần vào không khí coi như xong. Để tiết kiệm thời gian thanh lọc, những con giun sọc này thậm chí còn sinh sản vô tính trực tiếp. Ba biến thể được phân tách trong một đêm. Nam chính muốn nghiên cứu sâu hơn, nhưng phát hiện ra rằng hang động đã bị cảnh sát tiếp quản. Họ tiếp tục giả vờ là một thành viên của hiệp hội địa chất. Sau khi vào doanh địa, nam chính phát hiện người chỉ huy chính là anh bạn cũ của mình. Đối phương giới thiệu anh chị tóc vàng, một nhà dịch tễ học, và đảm bảo để anh ấy tham gia nghiên cứu nếu có cơ hội. Nam chính vừa nghe liền tức giận. Rõ ràng là nó đã được họ phát hiện ra đầu tiên, nhưng khi trở lại phòng thí nghiệm họ phát hiện những thành quả nghiên cứu trước kia đều bị đánh cắp. Hai người dân lúc đêm tối lén vào doanh địa để lấy mẫu vật, nhưng không ngờ là chỉ qua 3 tuần, hang động đã biến thành một khu rừng nhiệt đới và tiến hóa ra các loại sinh vật lạ. Khi anh da đen chuẩn bị bắt chú tôm, nhưng đã bị thu hút bởi một con bọ trông giống như mông. Nhưng một con muỗi vòi nhọn trên cây cũng ngắm tới mông của anh, dễ dàng rạch chiếc quần của anh đâm vào bên trong. Một nhóm bác sĩ đẩy bệnh nhân vào phòng mổ. Anh da đen đau đớn hét lên. Một con côn trùng đang bò trong chân theo hướng dưới. Bác sĩ đề nghị trực tiếp cưa chân, nhưng bị anh da đen từ chối. Lúc này con muỗi đổi hướng. Anh da đen hét, mau, mau cưa chân đi. May là con bọ chuyển hướng lần nữa đến trực tràng. Bác sĩ không nói gì trực tiếp lấy ra cái kẹp dài 40 mét thụt vào bên trong. Sau một hồi mò mẫm, con bọ đã được gấp ra ngoài thành công. Trở lại trường học, anh tóc vàng đã đợi rất lâu. Từ lúc lần trước bị thiên thạch đâm vào, bài kiểm tra nhân viên chữa cháy của anh cũng thất bại. Chỉ có thể đến bữa tiệc bơi lội với tư cách bồi bàn, nhưng tình cờ nhìn thấy một cảnh tượng khủng khiếp. Một người đàn ông đang hẹn hò trên sân golf. Đột nhiên dưới hồ có quái vật trực tiếp kéo ông xuống nước. Anh tóc vàng tới mang theo con quái vật đến. Xem ra sinh vật ở trong động bắt đầu phát tán ra ngoài rồi. Chỉ có điều vẫn chưa có môi trường thích hợp ở trái đất. Ống kính vừa quay một nhóm nội trợ đang nói chuyện, trong đó có một người chú ý đến con bọ trên đất. Mở cửa phòng chứa đồ ra, bên trong có một con quái vật xấu xí giống như chó sa bì. Có một bà biết sống chết, cười tươi giơ tay đi sờ nó. Kết quả là bị nó cắn, nhưng vẫn chưa có oxy thích ứng. Chỉ có thời gian ngắn là chết. Những người khác nhanh chóng báo cảnh sát. Đám nam chính và cảnh sát cùng đến hiện trường. Lúc này anh tóc vàng lại có phát hiện mới. Cảnh tượng trước mắt khiến nam chính ngạc nhiên. Trên đất có vô số xác chết của quái thú. Sinh vật này giống như một con khủng long có cánh. Xem ra là không thích ứng nổi không khí của trái đất mà ngạt chết. Đột nhiên có một con quái thú đứng lên, ngã xuống đất sau khi nôn ra một quả bóng thịt. Một con quái thú nhỏ chui ra, nhưng dường như nó không sợ khí oxy, đứng lên trực tiếp bay về phía xa. Nam chính thấy thế nhanh chóng lái xe đuổi theo. Nếu như để con quái thú này tiếp tục sinh sản thì loài người sẽ coi như xong. Trong chớp mắt quái thú đã bay vào tòa nhà bách hóa. Ba người họ mang theo súng chạy tới nhưng không nhìn thấy quái vật đâu. Anh tóc vàng dùng tiếng nói của mình để thu hút quái vật tới, sau đó dùng súng bắn chết. Tuy nhiên sự việc càng ngày càng lớn. Sau khi đưa tin về quái vật, mọi người đều biết. Mọi người cho rằng ngày tận thế sắp tới. Thống đốc tức tốc xuống căn cứ để hỏi thăm tiến độ xử lý.
thế nhưng tình hình không mấy lạc quan. Theo tốc độ tiến hóa của sinh vật ngoài hành tinh, chưa tới một tuần cả bang coi như xong. Người chỉ huy đề nghị sử dụng đạn cháy, thậm chí cả bom hạt nhân để phá hủy hoàn toàn chúng. Lúc này, một cấp dưới đã có một phát hiện mới. Loài linh trưởng đã tiến hóa trong hang động, đang phá hủy máy giám sát ở khắp mọi nơi. Muốn thoát ra khỏi hầm, lập tức tiếng báo động ở trong căn cứ kêu lên. Những người lính nhắm vào cầu thang và chờ sinh vật ngoài hành tinh xuất hiện. Không ngờ là sinh vật linh trưởng này sức lực vô biên. Tuy là các sĩ binh thành công bắn chết chúng, nhưng thống đốc đã rất sợ hãi. Nếu để chúng tiếp tục phát triển, tình hình sẽ không kiểm soát được. Vì vậy, thống đốc đã đồng ý phá hủy hang động bằng mọi giá. Trong phòng thí nghiệm, nam chính đang ngẩn người xem. Dung dịch của thiên thạch đã ngừng trao đổi chất vì đông. Nếu như hành động thất bại, con người chỉ có chờ chết. Anh da đen chán nản châm thuốc, vứt que diêm một bên. Que diêm đang cháy vừa hay rơi xuống chất lỏng thiên thạch. Dường như là trong chốc lát, sinh vật ngoài hành tinh nhanh chóng tách ra và mở rộng, bao phủ cả bàn thí nghiệm. Ngọn lửa đã thúc đẩy quá trình tiến hóa của tế bào. Nam chính nhanh chóng thông báo tin tức này cho người chỉ huy, ngăn cản anh sử dụng đạn cháy để hủy thiên thạch, nhưng cũng vô ích. Chỉ huy không hề nghe theo. Chính lúc này nam chính chú ý đến bảng tuần hoàn phía sau đồng nghiệp. Arsen là một chất độc đối với các sinh vật dựa trên CA carbon. Vì vậy, đối với các sinh vật Meter, selen cũng có thể nguy hiểm. Nhưng vấn đề là làm thế nào để có được nhiều selen trong thời gian ngắn nhất? Sinh viên bên cạnh có ý tưởng. Có rất nhiều selen sulfide trong dầu gội, có thể sử dụng nó để thay thế. Anh tóc vàng lái xe cứu hỏa đổ đầy dầu gội đầu. Họ cần phải nhanh chóng trước khi quả bom cháy được thả ra. Bơm dầu gội lên trước. Thật không may, trước sự thúc giục của thống đốc, chỉ huy đã làm nổ bom cháy trước. Sau vụ nổ dữ dội, một sinh vật khổng lồ chui lên từ mặt đất. Tấn công bằng súng đạn cũng vô dụng, nhìn thấy nó sẽ tách ra làm hai. Nam chính lái xe xông vào. Sau khi tìm thấy chỗ ẩn nấp của con quái vật, anh da đen cuối cùng cũng có cơ hội báo thù. Anh ta cắm vòi cứu hỏa vào, đổ đầy một xe dầu gội đầu vào. Ngay sau đó con quái vật không thể chịu được và phát nổ mà chết. Bộ phim đến đây kết thúc. Phim xoay quanh quá trình tiến hóa liên tục của các loài quái vật. Cả bộ phim không có chỗ nào nhàm chán. Tất nhiên, nếu bạn bị ám ảnh nặng về mật độ, bạn vẫn phải chuẩn bị tâm lý khi xem. Nếu không sẽ rất đáng sợ, tôi không chịu trách nhiệm đâu nhé. Nhưng nhìn thấy cái kết không thể không làm cho mọi người hét lên. Đây không phải biến tướng của một quảng cáo dầu gội đầu sao? Còn lấy chủ đề về quái vật quay một cách ly kỳ như vậy, bạn có thể để lại comment của bạn trong khu vực bình luận sau khi xem xong.